Dimension and resolution. Okay. Dimension, resolution in Adobe. You can choose kind of tool into image and image size. Can you pay you size per man size solution one? Well, you can that solution kind of tool size with kind of tool. Okay, you can put it. This is my lang lao. We mer by port chain. Chain loop size. Hai bơ sinh công tơ yung túi ra nà rùa đi. Chân yung anh đã thâm vi mà. Và dân cho là thốn thùng mà. Ok. Chân. Anh ấy. Dân bị tùm hồn vía. Anh ấy dân bị cùng khua vía. Hay anh ấy dân bị solution. Và dân đã cần là thốn. Vì xe rồi bởi dân cần là thùng. Chân rụp hiệu viên cần là xe bà. Ok. Chân. Anh ấy dân bị bị xe. Ok. Dân đã solution bằng nắng. Hay dân đã bằng nắng. Sau đó công tâm chung chung. Okay, alo dây ông pi cái này tích nè, raster nè. Chẳng khi mà nhỏ plate ủ ti hoa tha, tao bị bãi bị xe mạch. Ok, chẳng xuống. Nhớ này khơi nế, khơi nế bị bãi bãi bụt phía bắn. Chẳng nâng hai kỳ thao thay raster. Ok, hãy xong mơ tấu về đến ngành năng chạp bản năng. Dimension, ok. Alright. Hay bởi dân chọn cái rụp hiếp chấn cứ dân cho image image size hay dân sẽ để tăng với dân chọn bạn hay bởi dân đoàn ý anh đi khai thả link bởi dân đó chánh rụp hiếp nâng bọt bàn tạm đại dân chọn là bọt bàn khánh tịch rụp hiếp chân chẳng chẳng dân khánh xe cho nó bị thoảng nào mình. Ok dân xong hỏi.